nói to quá, cát ra máy mày. Đâu? Cát ra ngoài. Sao? Cát ra ra ngoài kia vì nó kia nó nói to quá. Ờ. Hôm nay thử quay chế độ cận này xem tình hình nào. Quay chỗ này zoom được xa, nếu quay cái kiểu này cận này zoom được xa. Cái này nó có thu được tiếng sau chắc không? Có. Anh thu được. Còn nó chỉ thu được trước thôi, nó sau nó chuyện. Cái này nó không muốn muốn. Quay nhỉ? Còn mình cắt hai lần sau đi là bấm một cắt được. Cắt không? Tức là hai phía đằng sau này muốn cắt thì bấm ra, còn không nó thì không cắt bốn phía. Đây kêu em là định hướng này. Hướng mic định hướng. Cái này nó hơn ở cái những cái đấy là có lắp được cái này, nó lắp định hướng trên điều chỉnh một số cái. Đây chả nhìn thấy ấy đâu rồi. Đây. Phường nóng quá. Quay nó quay này nó to này, nó cận nó to này, nó không quay nó bé.
Xin công bố kết quả của trận đấu vừa qua, vận động viên Trần Thị Thu về đơn vị Bắc Ninh trang phục đỏ thắng trận. Tiếp theo sẽ thi đấu số 39, Hà Quân 42 Kim Ngang, vận động viên Hà Thị.